Rồi chào anh em nha, nay mình lên sóng cho anh em là một con Suzuki 110 nè, người ta kêu là Sukita. Xe mới dọn lại mới nha nè, có làm máy này rồi luôn, máy thì bao in cho anh em. Xe này lý do là lúc trước giờ mình đi mà để lâu quá anh em không có đi nữa, thì giờ mình dọn đại khái là mình bán cho anh em nha. Đây là giấy tờ là mình đang đứng tên luôn nè. Được cái này nó không có quýnh số lội vô nghe nè. Suzuki 110. Đó, xe 110. Cái này là xe thanh lý toàn quốc nha nè. Xe 110 anh em có thể lên được Sibor. Nó số khung số máy ghi nguyên bản. Số bao gỡ nha nè. Cô gam. Bao cho anh em xăng thanh toàn quốc nha. Nhà mình sơn lên rồi nghe nè, số nó rõ lắm. Bao cho anh em không có mời số nào mà. Anh em trong tỉnh thì mình hỗ trợ xăng tên cho anh em luôn nha. Và anh em ngoài tỉnh mình bao sơn. Xe mình khói một tem nha nè. Dựa lên bảng của Yajin. Phiên bản lý miếng tịt. Đại khái xe nó chuẩn hết nha nè. Giờ chỉ xăng nhớt rồi đi thôi. Vỏ ruột rồi là mới hết. Cầm đồ niềm rồi mới. Đó. Máy móc program. Program thì anh em biết nổ rất là hay nha nè. Xe này lúc trước là mình sưu tầm mình chơi nha nè. Lâu quá mình không đi nữa thì chia lại cho nè. Thì biển số. Rồi thì đại khái thì nó có vậy thôi. Giờ mình test tiếng máy nè xong. Giá cực kỳ dễ chơi cho anh em luôn. 50 mấy cũ nha nè. Nhại nha nè.
anh em mua về xăng nhất đi. À, anh em nào muốn lên hình xì bo thì cứ lên thoải mái. Đó. Cái dòng này không có quýnh số lội vô nghe nè. Thường mấy dòng mà quýnh số lội vô mình khó lên lắm. Còn cái này là Suzuki 110 thì cái này cứ lên thoải mái. Qua tên là mình cứ lên xuống gì đi nó an tâm hơn nghe nè. Rồi anh em chơi cứ alo liên hệ em. Anh em ở ngoài tỉnh thì em bao hồ sơ nha, trong tỉnh thì hỗ trợ cho anh em sang tên luôn. À, sang tên Trung Quốc cho anh em. Đây, có gì anh em thắc mắc gì cứ vô đây giúp em nha.